Xin chào quý vị khán giả nhé. Hôm nay thì Nếm lại tiếp tục đồng hành với cả anh Ngọc ở Cao Bằng. Và trong cái trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại Nguyên Bình thì chúng ta sẽ tới với hành trình tiếp theo, đó là trải nghiệm rừng trúc. Bây giờ thì mình đang đưa nhóm du khách đi trải nghiệm rừng trúc, sau đây chúng ta sẽ tới với Nà Rẻo anh nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nào. Trải nghiệm rừng trúc bản phường, xã Thành Công. Đây là bản phường ạ. Và có một cái điều rất là hay, đó là khi mà chúng ta đi khu vực Nguyên Bình ấy, thì nhiệt độ và độ ẩm ở đây nó rất là phù hợp để trồng những cái loại cây họ nhà trúc tre. Và đây cũng là một cái sản phẩm mà giúp cho bà con đã thoát nghèo và phát triển kinh tế. Vâng, nãy giờ vừa nãy mình đi ở dưới kia thì gần như là phải tầm khoảng 20%, 10 mấy% là gia đình nào cũng có ô tô riêng mọi người ạ. Rất là tốt. Cái này trúc này thì nó họ sẽ bán đi xa anh nhỉ? Để là những cái sản trước phẩm trước này làm những cái sản phẩm có thể xuất khẩu, làm những cái sản phẩm mây che đan. Vâng, thủ công mỹ nghệ. Thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra thì nó cũng sẽ làm ví dụ như chiếu trúc. Vâng. Mành. Mành đấy. Cái rừng trúc của bản phường này thì tuy nhiên là cái rừng trúc bản phường này thì họ sẽ bảo tồn để làm du lịch, vâng. Họ không khai thác đấy. Minh chứng là mọi người nhìn thấy là cái rừng trúc bản phường Thành Công phe đén này thì rất là dày. Mật độ rất là dày. Mật độ rất là dày và cây rất to, vâng. Và có nhiều cây già mà cái cây độ cao của cây là phải đến 10 mấy mét cơ. Vâng. Đấy. Còn thông thường thì trúc bên kia thì họ dễ chỉ rơi tầm khoảng 2 năm là họ thu hoạch. Vâng, đúng rồi. Hơi tiếc là mùa này không có măng anh nhỉ. Mùa này hết mùa măng rồi, mùa này là cây đang lớn rồi. Cái con đường này thì nó sẽ sâu hun hút mọi người ạ. Chúng ta đi bộ sẽ rơi cả cây số luôn. Và sẽ đi một vòng và dẫn xuống cái đường dưới kia. Cái diện tích của cái vườn trúc này là hơn 20 hecta. Vâng. Nếu mà chúng ta đi trải nghiệm hết cái rừng trúc này thì mình cũng mất cả buổi. Vâng. Một tiếng không thể đi hết được. Bởi vì là huyện đã đầu tư cái hạ tầng ở đây tương đối tốt. Vâng. Và đi trải nghiệm trong này nó sẽ có những cái điểm dừng nghỉ. Vâng. Tương đối tròi. Lý tưởng. Vâng. Có những cái chòi. Đây chúng ta quan sát thì thấy là có những cái bậc bê tông như để các du khách đi lại nó sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì trong này độ ẩm rất là cao và cái thảm cái đấy, cái thảm thực vật đẹp không đấy? Đẹp chưa? Trên kia. Đấy, vẫn kiểu như là đúng rừng nhiệt đới luôn. Vâng. Có những cây dương xỉ này, xong rồi những cây những cái cây bon này, sau đó là có những cái khối đá rất lớn ở trên kia. Vâng. Những khối đá kia cũng là những cái điểm chụp ảnh rất là đẹp. Vâng. Đây, như quý vị khán giả có thể thấy là cái con đường trúc này nó sâu hun hút luôn. Và mình thấy là những nước như là Nhật Bản thì họ đã rất là thành công với những cái khu du lịch mà có hình ảnh của trúc như này. Vâng. Hy vọng là xã Thành Công sẽ đón được nhiều du khách hơn. Và nếu như ai mà muốn đặt cái tour 3 ngày 2 đêm hoặc là đấy 3 ngày 2 đêm tại Nguyên Bình này thì hãy liên hệ với số Zalo của Nếm là 036 6644100 và 0846 218 218 mọi người nhé. Thì lên nữa đây anh em ơi, xong rồi còn sẽ đi ngang, có rất nhiều đường ngang và sẽ có rất nhiều những cái chòi. Đấy. Dễ ngang dễ dọc. Từ từ đã, làm gì dễ nhanh thế. Anh lên đỉnh đi. Anh em xuống đây à? Ui, thực sự là cái đồi này nó quá là rộng luôn. Ôi rộng à, đây này, lối rẽ ngang trên lên trên này nó có bao nhiêu cái chòi nghỉ cơ. Vâng. Điểm đến tiếp theo ở trong cái tour này thì mình sẽ đưa quý vị khán giả tới với cả bản Nà Rẻo. Thì trong tập trước thì mình cũng đã review rồi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đưa các du khách về đây. Có một điều đặc biệt đó là ở Nà Rẻo này thì tất cả nhà đều là nhà trình tường và cũng tuổi đời cũng vài chục năm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tới nhà bạn Đại, quay trở lại với nhà bạn Đại. Chào Đại nhá. Đại đang làm gà. Thôi mình không quay con gà nữa đâu, tí mình quay sau. Đấy thì có một cái điều rất là hay đây, như quý vị khán giả có thể thấy là ngôi bản Nà Rẻo này đang giữ lại kiến trúc hoàn toàn 100% là nhà đất như thế này, và nó giống như là một cái khu tập thể luôn. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ẩm thực của người Dao tại đây. Mình sẽ để tạm cái bộ cốc chén đây, xong đưa mọi người đi tham quan một vòng nhá. Ở gần đây thì cũng có một ngôi bản nữa trình tường, đó là bản Trang. Nhưng mà bản Trang thì bà con đã sơn màu trắng rồi, nó không còn cái màu đất vàng ấy nữa. Đây là đất trình tường. Và cái tường này nó rơi vào tầm khoảng 40-50 cm, nên là ở rất là mát.
những cái ngói âm dương như thế này cũng là bà con đào đất sét ở quanh cái đồi núi này và tự nung, tự làm luôn. Tại sao lại gọi là ngói âm dương? Bởi vì khi mà lợp thì người ta sẽ có một viên ngửa và một viên úp, nên sẽ gọi là ngói âm dương. Dưới đồng bằng thì cũng có ngói âm dương. Ở đây có một cái sản phẩm chủ đạo của bà con, đó là cây thuốc lá. Tuy nhiên cái mùa này thì chúng ta sẽ không thấy được cái cây thuốc lá đấy. Và nếu như quý vị khán giả mà đi dạo bộ ở đây thì sẽ thấy có những cái lò như thế này. Và lò này thì bà con sẽ sử dụng củi để sấy thuốc lá cũng như là sấy ngô. Đây, như quý vị khán giả có thể thấy là cái hành lang này rất là đẹp luôn. Và mình rất là thích những cái cửa gỗ mà làm chớp như ngày xưa như thế này. Akimi đây. Cửa này thì ở thập niên 80-90 thì người ta hay dùng. Đây là một cái quạt hòm. Nhưng mà quạt hòm nó không phải là quạt gỗ ngày xưa, mà bây giờ là đã làm bằng cái chất liệu tôn hết rồi. Làm tôn như này cho nó bền. Quạt như này nó sẽ thổi bụi cũng như là thổi trấu ra. Kiến trúc nhà ở đây thì là nhà trình tường. Vì vậy là để mà dựng lên một ngôi nhà như thế này thì sẽ mất rất là nhiều thời gian, bởi vì người ta sẽ phải đợi để cho đất khô rồi mới lên tầng tiếp theo. Tức là nó sẽ mỗi lần họ chỉ trình được tổng khoảng 50 phân thôi. Và cái bề dày của tường đây sẽ rơi vào tầm khoảng 50 phân. Đây. Vì vậy là ở trong rất là mát. Tuyệt vời mọi người. Đây là một trong những cái nét văn hóa kiến trúc ở khu vực vùng cao mà chỉ khi mà chúng ta tới tận nơi này chúng ta mới có thể là chiêm ngưỡng được. Còn không thì quý vị khán giả có thể xem qua kênh YouTube của Nếm. Mọi người có thể liên hệ qua số Zalo là 0366644100 hoặc là 0846218218 để đặt những cái tour trải nghiệm ở trên Cao Bằng này nhé. Tour 3 ngày 2 đêm, ăn ở ngủ nghỉ, không phải lo cái gì, chỉ đi trải nghiệm thôi. Trước đây thì không có cái hành lang này đâu. Về sau là bà con làm đua ra như thế này nên có xây thêm một cái cột này để chống đỡ cái phần mái. Nhưng mà trông nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Hôm nay đến với nhà bạn Đại thì chúng ta sẽ được thưởng thức một cái món, đó là món cá chép ruộng như thế này. Ở đây thì bà con sẽ tận dụng những cái ruộng bậc thang để nuôi cá, và tới cái mùa đông này họ sẽ thu. Và cá chép ruộng này thì chúng ta sẽ rán giòn lên thôi, ăn thôi. Nó sẽ không to như cá chép ở nuôi ở ao, nhưng mà nó sẽ rất là sạch. Đấy, cá chép ruộng bạn Đại đang chế biến. Cái này là em bắt ở ruộng nhà em à? Vâng. À đấy. Đây, đang làm thêm một con gà bản nữa. Đấy, mặc dù là bà con ở xa như này thôi nhưng mà sẽ có rất nhiều tiểu thương mà bà sẽ mang những cái mặt hàng như này vào tận các bản. Thôi đưa chập tư. Để bán cho bà con. Đây là màn. Màn tuyên. Màn tuyên đúng không? À. Một ngày anh đi được bao nhiêu bản anh? Ôi giời, một nó cũng bình thường thôi. À. Nào đấy có lấy không cô? Đây. Không thấy ạ. Thôi cho thêm lên. Anh này đi từ tận Hà Nội lên đây để bán. Màn á? Màn cái màn. Màn. Màn chung. Màn tin. Mắc ngủ ấy. Màn ngủ chống muỗi. Màn đơn nữa. Vâng. Nào đấy không cô? Đây, mình xin giới thiệu lại với mọi người, đây là cái bộ trang phục của bà con truyền thống ở đây. Thì những cái họa tiết như này, họa tiết thổ cẩm đây thì là do bà con sử dụng sáp ong, đun sáp ong lên và chấm vào thì nó sẽ thành những cái họa tiết như này mọi người nhé. Rất là kỳ công, một năm thì chỉ làm được tầm khoảng 1-2 bộ thôi. Ở trên là có một cái khăn trắng, đây là trang phục truyền thống của người Giao Tiền. Đây rồi. Đàn cá chép ruộng bây giờ chúng ta sẽ chiên lên, chiên giòn, chấm với mắm, ăn rất là ngon luôn. Và cá chép ruộng như thế này thì nó không to được đâu mọi người ạ. Bà con ở đây nói là những con nào nó to nhất thì cũng chỉ giống như cái con mà sát kia thôi. Là tầm khoảng 3-4 ngón tay thôi. Do cái đặc tính ở trên này là họ nuôi ở trong ruộng bậc thang. Vì vậy là cái lượng nước nó không có quá nhiều, thức ăn nó cũng không có quá nhiều. Rồi mùa đông lại nó bị khô nữa, đến cái mùa khô nên là bà con sẽ thu hoạch luôn. Còn mình nghĩ là nếu mà nuôi ở trong cái điều kiện như là ao thì nó cũng sẽ lớn. Ngoài ra thì chúng ta đang thấy có một cái rau rừng như kia. Đại ơi, rau này rau gì em ấy? Không biết tên à? Rau này gì anh?
là được chỗ dịch treo ra cái kinh dịch nghĩa là nó là củ củ chó. Củ chó. Vâng. À, nó ăn được phần nào? Ăn được phần ngọn. Phần ngọn à? À. Rồi, bây giờ thì bữa cơm thịnh soạn cũng đã được chuẩn bị xong. Nên là mọi người có thể là trải nghiệm và uống rượu cùng với bà con ở đây. Thưởng thức luôn ở trong nhà. Đây, món ăn của chúng ta đã lên hết đến đây. Gà bản, thịt lợn bản, cá chép bản. Thì món này đặc biệt. Đây, món này rất là đặc biệt đây. Và vừa nãy em Đại có giới thiệu tốt cho xương khớp. À, món này tốt cho xương khớp. Vâng, kia là rau su su xào. Rượu cũng là rượu bản luôn. Đấy. Mọi người dùng đi mọi người. À, dùng đi. Vâng. Xin mời đi. À. Để mà ở dưới thành thị mà kiếm được những gia đình mà có bốn thế hệ như là nhà em Đại thì đấy là một điều rất là khó hiếm thấy. Đây là gia đình bốn thế hệ luôn. Mọi người thưởng thức đi. Em ơi. Ra đi. Yeah, chắc là có lẽ là mình cũng sẽ phải dùng bữa với các anh em đây để lát nữa chiều còn đưa mọi người đi chơi tiếp. À, rất là vui khi ngày hôm nay các du khách của chúng ta đã được sự tiếp đón của rất nhiều các chị em đến từ Nguyên Bình, Cao Bằng. Và như mọi người có thể thấy là trang phục truyền thống mà mọi người đang khoác lên mình kia chính là bộ trang phục của người Tây. Và lát nữa thôi thì chúng ta sẽ được thưởng thức cái màn nghệ thuật. Anh Ngọc nhở? Vâng. Thì mọi người hôm nay sẽ thưởng thức cái món gì nhỉ? Đây là sẽ là lẩu gà, cá ở Colia. Và chúng ta có một cái điều rất đặc biệt đây, đó chính là cái hoa cắt cánh. Một cái vị thuốc mà có thể chữa cái bệnh ho có đơm. Nói chung là ho khắc tinh của bệnh ho luôn. Bây giờ mình sẽ gắp thử cái hoa cắt cánh này vào để nhúng lẩu nhá. Để xem cái vị của nó như thế nào. Nó khá là giống với cả màu hoa đậu biếc ấy. Vâng, hoa rất là đẹp luôn. Tuyệt vời quá, không gian rất là ấm cúng. Ở đây thì có thể phụ được rất 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 nhiều du khách luôn. À, rất là vui khi mà hôm nay thì chúng ta sẽ được thưởng thức cái màn âm nhạc đến từ đội văn công tại khu vực Phía Đén, Nguyên Bình. À, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái điệu nhạc đàn tính rất là nổi tiếng ở trên khu vực Đông Bắc, nhất là cộng đồng người Tày. Đây là một cái loại nhạc cụ mà đã có từ xa xưa và được chế tác từ một cái quả bầu cũng như là có ba thanh dây. Nên bây giờ thì các bạn đang chuẩn bị chơi bản gì nhỉ? Bài gì nhỉ? Mọi người nói đi. Đường về bản em à? Ok rồi. Thế thì mời quý vị khán giả cùng lắng nghe bài hát này nhá. Nào. Dòng sông ngược nối về mơ, nước trong xanh dịu mát, dòng nước tươi
vượt mười non chín sông người ơi, có đào nở rộ có mận chín lên ong ánh mận ong thơm ngạt ngào, ca bàn lắm sông giữa trời mây. Người ơi đã yêu thì xa mấy núi cùng qua ơi, dùng tiếng đàn bắc cầu anh tới nghe, lấy tiếng lượn dắt lối người thương sang hồi tung, còn năm nào anh có nhớ ánh mắt nhìn cho tình ngần ngơ vì nó ơi đường cái tới bàn em được lát bằng lá xanh núi biếc, từng bầy chim lượn hót liêu lo vời thì vời. Đây là một cái ca khúc rất là quen thuộc mà mình đã từng nghe ở trên YouTube cũng như là ở bên khu miền Đông. Thì hy vọng là quý vị khán giả khi mà tới về khu vực phía đến Nguyên Bình này thì cũng có thể là sẽ giao lưu với bà con qua cái điệu đàn tính. Thực ra thì còn rất nhiều những cái ca khúc hấp dẫn khác nhưng mà thôi để trong dịp khác anh ạ. Dịp khác mình sẽ tiếp tục quay về cái nghệ thuật đàn tính.